Dù không được coi là cây lâm nghiệp, nhưng theo một số nghiên cứu gần đây cho thấy, cây cao su rất có tiềm năng giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu. Cây cao su có khả năng lưu trữ carbon cao, đặc biệt là trong 5 năm trước khi khai thác mủ cao su. Người trồng cao su có thể tạo thu nhập từ việc bán tín chỉ carbon trước khi khai thác mủ hay gỗ. Theo nghiên cứu của Rico Comsager, bình quân lượng carbon tích lũy hàng năm của đồn điền cao su khoảng 4,9 tấn carbon trên 1 hecta một năm. Tính đến hết năm 2023, diện tích cao su Việt Nam ước đạt hơn 910.000 hecta. Đây là một nguồn khai thác tiềm năng tín chỉ carbon trong tương lai.